Mất ngủ này, khó ngủ này, ngủ không sâu giấc là biểu hiện thường gặp ở người cao tuổi. Có rất là nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ ở người cao tuổi, như là tuổi tác này, nguyên nhân bệnh lý này, thói quen sinh hoạt hay là ảnh hưởng về tâm lý. Nhưng trong đó chế độ dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài các cái nguyên nhân mất ngủ do bệnh lý ở người cao tuổi thì cách điều trị mất ngủ tốt nhất áp dụng biện pháp khắc phục không dùng thuốc. Trong đó chế độ dinh dưỡng phù hợp là một trong những biện pháp tốt nhất. Như chúng ta biết đấy, có một số thức ăn, thức uống có thể gây mất ngủ. Thì bên cạnh đó lại có rất nhiều những các cái loại có tác dụng cải thiện tình trạng rối loạn giấc ngủ rất tốt. Trong đó không thể không nói đến sữa non ngủ ngon. Không giống như các cái phương pháp cải thiện mất ngủ thông thường, cải thiện giấc ngủ bằng sữa non mang đến một công dụng hoàn toàn khác. Đây là phương pháp cải thiện giấc ngủ an toàn này, hiệu quả nhất hiện nay. Đặc biệt là dòng sữa non đến từ Hoa Kỳ. Sữa non đến từ Hoa Kỳ thì chất lượng thực sự là tốt và giàu dinh dưỡng, mang lại hiệu quả cao. Trong sữa non có chứa rất nhiều các cái tinh chất cải thiện giấc ngủ tốt và tốt cho hệ thần kinh. Sản phẩm sữa non Misu được sản xuất bởi công nghệ hiện đại. Vì vậy cho nên các cái hoạt chất dưới dạng rất là nhỏ, rất dễ dàng thẩm thấu qua ruột và tác dụng rất là nhanh trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, người mất ngủ lâu năm thường dễ đi kèm với tình trạng suy nhược cơ thể này. Vì vậy cho nên khi sử dụng sữa non nhập khẩu từ Hoa Kỳ chứa rất là nhiều các cái dinh dưỡng sẽ giải quyết được hai vấn đề quan trọng: vừa cải thiện được giấc ngủ, vừa phục hồi được sức khỏe, bồi bổ cơ thể cho người dùng. Do vậy mà đây là giải pháp cải thiện rối loạn giấc ngủ hay mất ngủ mãn tính tốt nhất trong thời điểm hiện nay và có thể sử dụng lâu dài, an toàn này, hiệu quả này, không gây ra các cái tác dụng phụ như là gây nghiện này, rồi gây lệ thuộc như thuốc tây này, giảm tập trung này, giảm trí nhớ hoặc bất kỳ tình trạng suy giảm hoạt động về thể chất nào khác. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.